Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện ngũ hành tôi thiếu em của tác giả Tây Tử Tự. Chương 107, phiên ngoại 1, sinh hoạt hàng ngày. Sau khi trở về thân thể của mình, vẫn luôn có một vấn đề khiến Chu Gia Ngư lo lắng, đó là liệu Lâm Trục Thủy không còn là cực dương thân thể thì có thể tiếp tục hành nghề phong thủy hay không? Tuy nhiên, Lâm Trục Thủy nhanh chóng cho hắn câu trả lời, bởi vì Chu Gia Ngư lại bị quấy rối bởi một vật bẩn thỉu theo lý thuyết không còn là cực âm thân thể chu gia ngư đáng lẽ không nên thu hút những thứ đó nhưng chỉ trong một buổi chiều cùng thẩm nhất cùng ra ngoài mua băng côn hắn đã gặp rắc rối ngày hôm đó trời nóng bức nhà băng vừa giao nhưng chưa đến thẩm nhất cùng nằm úp trên ghế sa lông dên gì đòi ăn băng côn và cả tiểu chỉ cũng muốn ăn thẩm nhất cùng còn đỡ nhưng tiểu chỉ làm nũng thì không ai chịu nổi kể cả lâm trục thủy cũng chịu để nó hao tóc chu gia ngư yêu chiều nhi tử càng không thể từ chối được rồi chúng ta đi ăn băng côn chu gia ngư đau lòng và vui sướng ôm nhi tử hôn nhẹ lên gáy của nó thẩm nhất cùng và tiểu chỉ đạt được nguyện vọng gieo hò vui sướng cả ba người cùng nhau ra ngoài khu vực này không có chỗ bán băng côn ba người kéo lê dép lê đến một siêu thị xa hơn tất nhiên để không làm người khác sợ hãi chu gia ngư vẫn giấu tiểu chỉ trong túi đây là đầu hạ, nhưng đã có chút nóng bức, mặt trời xa xa đang lặn, chân trời phủ sắc đỏ rực và trắng xóa của mây. Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất cùng cuối cùng tìm được một siêu thị nhỏ bán băng côn, cả hai cúi xuống tìm kiếm, lật tìm một hồi lâu mới lấy được thứ muốn ăn, sau đó lấy mười mấy cây, bảo chủ quán cho túi đựng. Thẩm Nhất cùng ngậm một cây trong miệng, nói lắp bắp rằng đây là loại băng côn ngon nhất. Chu Gia Ngư đồng ý, đây cũng là loại hắn thích nhất, vị sữa đậm đà mà không ấy hơn nữa còn rẻ. Nói đến rẻ, Chu Gia Ngư lại nghĩ đến tình cảnh không việc làm hiện tại, không khỏi thở dài. Hắn đã hôn mê quá lâu, công việc đã mất, bảo hiểm xã hội đứt đoạn, y tế cũng vậy, còn muốn nuôi lâm trục thủy, kết quả ngay cả bản thân cũng không nuôi nổi. Ăn xong băng côn, hai người sách túi bắt đầu trở về. Khi đi qua một con đường nhỏ, Chu Gia Ngư nghe thấy tiếng khóc bi thương từ bên vệ đường. Đứa trẻ kia sao lại khóc? Chu Gia Ngư không suy nghĩ nhiều, quay đầu hỏi Thẩm Nhất Cùng. Thẩm Nhất Cùng cũng thấy đứa trẻ, một bé gái mặc váy đỏ ngồi bên vệ đường, đầu gục vào đầu gối khóc thút thít, chân không đi giày, trông rất bẩn thỉu. Thẩm Nhất Cùng nói, chúng ta đến hỏi xem, hoặc là tìm bố mẹ của nó. Chu Gia Ngư đồng ý, cả hai tiến đến chỗ đứa trẻ. Tiểu bằng hữu, Thẩm Nhất Cùng cúi người, giọng điệu dịu dàng, ngươi ở đây làm gì? Bố mẹ ngươi đâu? tiếng khóc im bặt. Chu Gia Ngư đột nhiên nhận thấy có thứ gì đó chảy ra từ chân đứa trẻ, ban đầu tưởng là nước mắt, nhưng nhìn kỹ mới thấy chất lỏng đó đặc sệt, không giống nước mắt. Chu Gia Ngư linh cảm có điều không ổn, kéo thầm nhất cùng lùi lại, nhưng đứa trẻ đã ngẩng đầu lên. Hai người thấy rõ khuôn mặt nó chỉ có một miệng khổng lồ, đầy răng nhọn, miệng há rộng như muốn nuốt trọn người trước mặt. Chết tiệt, Chu Gia Ngư hoảng sợ lào đào lùi lại. Thẩm Nhất Cùng cũng kinh ngạc, Chu Gia Ngư, ngươi không còn là cực âm thân thể, tại sao vẫn gặp phải thứ này? Chu gia ngư nói, ta cũng không biết, và thứ này là hướng về phía ngươi đi. Hắn phản ứng nhanh, lấy tiểu chỉ ra từ túi. Tiểu chỉ luôn thích đối phó với những vật bẩn thỉu này, nó nhảy ra, lao tới đứa trẻ mặc váy đỏ, nhanh chóng cắn chân nó. Đứa trẻ hét lên đau đớn. Tiểu chỉ không ngừng lại, tiếp tục cắn, khiến tiếng khóc càng thảm thiết. Chu gia ngư và thầm nhất cùng nhìn nhau, không hiểu sao cảm giác như họ mới là người xấu tiểu chỉ nhanh chóng nuốt đứa trẻ vào bụng bụng nó phồng lên ngồi dưới đất thỏa mãn đánh một cái chu gia ngư đi tới ôm lấy tiểu chỉ và xoa xoa bụng nhỏ của nó thật no quá tiểu chỉ nằm trong lòng chu gia ngư cọ vào ngực hắn ba ba xoa bụng xoa bụng chu gia ngư dịu dàng xoa bụng trắng của tiểu chỉ sau đó cùng thầm nhất cùng thong thả đi về nhà có tiểu chỉ cuộc sống dễ chịu hơn nhiều, ngay cả khi gặp phải vật bẩn thỉu cũng chỉ là một chút sợ hãi, không đến mức đe dọa tính mạng, điều này cũng giải thích tại sao Lâm Trục Thủy yên tâm để Chu Gia Ngư đi lại khắp nơi. Trên đường về, Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất cùng từ từ ăn hết mấy cây băng côn, biểu cảm bình thản như thể chưa từng gặp phải thứ gì đáng sợ. Khi về đến nhà, Lâm Trục Thủy đang ngồi trong phòng khách, cùng Lâm Giác và những người khác chơi mặt trược hình ảnh người đàn ông tiên phong đạo cốt ngồi lạnh nhạt chơi mặt trượt thật sự rất thú vị. Không còn là cực dương thân thể, Lâm Trục Thủy bắt đầu có cuộc sống bình thường, thử ăn những món trước kia chưa từng ăn và làm những việc trước kia chưa từng làm. Chu Gia Ngư về nhà, đặt băng côn lên bàn để mọi người chia nhau, không kể về sự việc vừa xảy ra với thẩm nhất cùng. Nhưng Lâm Trục Thủy vẫn nhìn ra điều gì đó, hỏi vừa nãy gặp phải gì vậy. Chu Gia Ngư ngồi bên cạnh, nhìn bài của Lâm Trục Thủy, hàm hồ nói gặp phải một đứa bé gái vật bẩn thỉu lâm trục thủy hỏi chu gia ngư gật đầu bị tiểu chỉ ăn tiểu chỉ lúc này đã nhảy lên vai lâm trục thủy hạnh phúc vuốt ve tóc hắn nếu nó là người chắc chắn sẽ có biểu cảm rất si mê đúng vậy chu gia ngư liếc nhìn tiểu chỉ có chuyện gì sao lâm trục thủy cầm mặt trượt dừng lại một chút vật đó khá dữ tiểu chỉ ăn vào chu gia ngư lập tức lo lắng Lâm Trục Thủy nói, có thể sẽ đau bụng. Chu Gia Ngư, ha! Quả nhiên, mặc dù Lâm Trục Thủy không còn là cực dương thân thể, nhưng vẫn là một tiên sinh lợi hại. Chân trước vừa nói tiểu chỉ sẽ đau bụng, tối đó bụng tiểu chỉ bắt đầu nháo. Chu Gia Ngư nhớ lại lời từ lão trên xà sơn nói về việc người giấy có thể đau bụng, nhưng trước giờ tiểu chỉ luôn chắc nịch, chưa từng gặp phải vấn đề này. Đêm đó, Chu Gia Ngư đột nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ của tiểu chỉ, hắn tỉnh dậy, thấy tiểu chỉ nằm trong đống giấy, trông như sắp nghỉ xả hơi. Chu gia ngư kinh ngạc, tiên sinh, tiên sinh. Lâm trục thủy ôm hắn từ phía sau, dùng cầm cọ nhẹ vào vai hắn, giọng khàn khàn, tiểu chỉ. Đúng đúng đúng, Chu gia ngư bị giật mình, tiểu chỉ làm sao vậy, tại sao thế này? Đau bụng, lâm trục thủy ngẩm tay Chu gia ngư, nhẹ nhàng cắn, không sao, tối qua đã cho nó uống tàn hương, sáng mai sẽ khỏe lại. Chu Gia Ngư cảm nhận được sự tê dại trên tai, không khỏi nổi lên phản ứng. Lâm Trục Thủy nhận ra sự thay đổi của Chu Gia Ngư, cười, muốn không. Tai Chu Gia Ngư nóng bừng, nhưng vẫn thành thật đáp, "Ừm." Nói xong lại cảm thấy không tiện, nhưng tiểu chỉ còn ở đây. Lâm Trục Thủy nói, "Không sao, nó không hiểu gì đâu." Hắn tiện tay buông màn che giường, rồi cúi người lại gần. Chu Gia Ngư vẫn cảm thấy không đúng lắm nhưng dưới sự kiên trì của lâm trục thủy hắn đành thuận theo hai người triền miên suốt đêm sáng hôm sau mới ngủ trưa hôm sau việc đầu tiên chu gia ngư làm là tìm tiểu chỉ khi hắn đi đến phòng khách nhìn thấy tiểu chỉ đang vui vẻ chơi đùa với hoàng tử lang hắn suýt không tin vào mắt mình tiểu chỉ đã lớn hơn một vòng ăn vật bẩn thỉu là chuyện tốt với chúng lâm trục thủy không biết đã đến từ lúc nào đứng bên cạnh chu gia ngư giải thích mặc dù có thể đau bụng nhưng đó là dấu hiệu của sự bù đắp quá một đêm sẽ ổn tiểu trì sao lại lớn nhanh như vậy chu gia ngư nhìn tiểu trì nhanh quá bình thường thôi ăn thêm vài thứ nữa có thể còn lớn như ngươi lâm trục thủy nói bình thường chúng sẽ trưởng thành cỡ người lớn chu gia ngư vui mừng nhưng cũng có chút tiếc nuối giống như cảm giác nhìn thấy con mình lớn lên tiểu trì lớn lên nhưng vẫn chưa có tin tức về tức phụ thời gian đó Chu Gia Ngư thường xuyên đến thăm tổ thụ. Mầm xanh nhỏ trên cây ngày càng xanh tươi, cuối cùng biến thành một chiếc lá nhỏ. Lá cây trông rất mỏng manh, mỗi lần gió thổi qua đều run rẩy, làm Chu Gia Ngư ở bên cạnh không dám nói lớn, sợ mình vô tình làm rơi lá cây. Có lúc, Chu Gia Ngư ngồi xổm bên cạnh nhìn tổ thụ, tự hỏi liệu ở đây có thể trưởng thành người giấy không, và người giấy sẽ trông như thế nào. Liệu khi đó tiểu chỉ có tìm được lão bà và sinh một đám giấy hoa hoa không? nghĩ tới điều này, Chu Gia Ngư bắt đầu cười ngây ngô như một đứa trẻ. Trong phòng, mọi người đều có vẻ bất lực nhìn Chu Gia Ngư. Lâm Giác còn đùa với Lâm Trục Thủy, Trục Thủy, nhìn kìa, Gia Ngư giống như một lão phụ thân muốn bế cháu. Lâm Trục Thủy liếc cô một cái, thế ngươi nghĩ ta không giống một người muốn bế cháu đệ sao? Lâm Giác đành im lặng, không nói gì. Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi Chu Gia Ngư hay không, hai tháng sau, vào một buổi sáng, Tổ thụ thực sự có biến đổi. Hôm đó, Chu Gia Ngư như thường lệ đến thăm tổ thụ. Khi đẩy cửa vào, anh thấy lá cây xanh tươi trên tổ thụ đã biến thành một mảnh giấy mỏng hình người. Người giấy này trông giống tiểu chỉ nhưng chỉ nhỏ bằng ngón cái. Chu Gia Ngư nín thở quan sát một lúc lâu mới chắc chắn đó không phải là ảo giác. Anh quay người chạy vào phòng khách, hô to: "Sinh rồi! Sinh rồi! Ai sinh? Sinh cái gì?" Mọi người đều ngạc nhiên. Chu Gia Ngư phấn khích đến mức muốn nhảy dựng lên, tổ thụ sinh ra một tiểu chỉ mới. Mọi người kinh ngạc, vội vàng đổ về sau viện để xem tổ thụ. Quả nhiên, như Chu Gia Ngư nói, tổ thụ đã sinh ra một người giấy mới, là một mảnh giấy mỏng hình người. Oa, wow, tiểu chỉ cũng thấy đồng loại của mình. Từ nhỏ sống chung với Chu Gia Ngư, nó chưa từng thấy ai giống mình như Đúc. Lúc này nhìn thấy người giấy mới, mắt nó sáng lên như sao, đệ đệ nhỏ quá chu gia ngư vốn đang cười nghe tiểu chỉ nói vậy nụ cười trưởng lại đệ đệ tiểu chỉ không hiểu nhìn chu gia ngư không biết anh muốn nói gì tại sao là đệ đệ chu gia ngư nói tiểu chỉ sao ngươi biết đây là đệ đệ không phải muội muội tiểu chỉ nói nó có tiểu kỳ kỳ mà mọi người nghe vậy lâm vào sự im lặng chu gia ngư cố tình cúi đầu và rồi anh thấy dưới người tiểu chỉ có một cái nhô nhỏ anh từng nghĩ đó là lỗi cắt may quần áo hoàn toàn không ngờ đến điều này bây giờ nghĩ lại anh đau khổ bưng kín mặt tiểu chỉ không có tức phụ chu gia ngư thầm nghĩ nó có thêm một đệ đệ tiểu chỉ không hiểu tại sao chu gia ngư lại buồn vẫn vui vẻ còn cẩn thận chạm vào tiểu chỉ nhỏ mặc dù bị đà kích bởi giới tính của tiểu tiểu chỉ nhưng chu gia ngư vẫn vui mừng chấp nhận sự thật này và đặt tên cho tiểu tiểu chỉ là cây nhỏ tiểu tiểu chỉ không ở trên cây khô lâu mà rơi xuống ngay sau đó nó quá nhỏ chỉ bằng ngón cái ngay cả khi chu gia ngư nâng nó trong lòng bàn tay cũng sợ làm mất thẩm nhất cùng vá một cái túi nhỏ cho tiểu tiểu chỉ có thể bỏ vào và kéo khóa lại đeo trên cổ tiểu chỉ sung phong muốn đích thân mang tiểu đệ đệ chu gia ngư cảm thấy câu nói này có điều gì đó không đúng thẩm nhất cùng người khéo tay nhất nhà còn chuẩn bị vài bộ quần áo mới cho tiểu tiểu chỉ. Chu gia ngư đùa, ngươi thẳng thắn nhận làm cha tiểu tiểu chỉ đi, thẩm nhất cùng. Thẩm nhất cùng không nói được, chỉ thở dài, ta còn chưa có người yêu đây. Lâm giác cười, không có người yêu vừa hay, nuôi con trai dưỡng lão. Thẩm nhất cùng, tiểu tiểu chỉ sinh ra, nhà trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Có lẽ người giấy có tập tính đặc biệt, chúng đều có tình cảm sâu sắc với bộ lông mềm mại tiểu chỉ cùng hoàng thử lang tổ chức một hội nghị khẩn cấp và không biết bằng cách nào đã thuyết phục được hoàng thử lang nhượng bộ cho phép tiểu tiểu chỉ sử dụng bộ lông mềm mại của mình để luyện tập vuốt ve chu gia ngư chỉ biết cười giờ khóc giờ. mặc dù xà sơn đã không còn và từ thị gần như diệt vong nhưng cành cây này vẫn còn người giấy vẫn giữ được gốc rễ của mình chu gia ngư còn báo tin cho những đứa trẻ còn lại của từ thị nói khi người giấy lớn lên có thể để họ cùng nhau đi du lịch dù sao người giấy cũng là một phần của Từ thị. Sau khi Tiểu Tiểu chỉ sinh ra, Lâm Trục Thủy bắt đầu chuẩn bị lễ cưới của anh và Chu Gia Ngư. Vì phải kết hôn, hai người không giấu giếm chuyện này, nên đoạn thời gian đó, cả giới phong thủy đều náo động. Chu Gia Ngư ở nhà không, rõ sự náo động này, nhưng có thể nhìn thấy chút ít từ các diễn đàn. Ngày Lâm Trục Thủy phát thiệp mời, server diễn đàn sập suốt cả ngày. Nguyên nhân là do lượng người truy cập quá nhiều tình trạng này kéo dài đến tận bình minh mới giảm bớt. Thỉnh thoảng, Chu Gia Ngư sẽ ngồi xổm bên cạnh tổ thụ, suy nghĩ liệu nơi này có thể trưởng thành người giấy không, và người giấy sẽ trông như thế nào. Liệu tiểu chỉ có thể có lão bà và sinh ra một đám giấy hoa hoa không? Nghĩ tới điều này, Chu Gia Ngư bắt đầu cười ngây ngô như một đứa trẻ. Trong phòng, mọi người đều có vẻ bất lực nhìn Chu Gia Ngư. Lâm Giác còn đùa với Lâm Trục Thủy, Trục Thủy, nhìn kìa, Gia Ngư giống như một lão phụ thân muốn bế cháu. Lâm Trục Thủy liếc cô một cái, thế ngươi nghĩ ta không giống một người muốn bế cháu đệ sao? Lâm Giác đành im lặng, không nói gì. Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi Chu Gia Ngư hay không, hai tháng sau, vào một buổi sáng, tổ thụ thực sự có biến đổi. Hôm đó, Chu Gia Ngư như thường lệ đến thăm tổ thụ. Khi đẩy cửa vào, anh thấy lá cây xanh tươi trên tổ thụ đã biến thành một mảnh giấy mỏng hình người. Người giấy này trông giống tiểu chỉ nhưng chỉ nhỏ bằng ngón cái. Chu gia ngư nín thở quan sát một lúc lâu mới chắc chắn đó không phải là ảo giác. Anh quay người chạy vào phòng khách, hô to, "Sinh rồi." "Sinh rồi." "Ai sinh? Sinh cái gì?" Mọi người đều ngạc nhiên. Chu gia ngư phấn khích đến mức muốn nhảy dựng lên, "Tổ thụ sinh ra một tiểu chỉ mới." Mọi người kinh ngạc, vội vàng đổ về sau viện để xem tổ thụ. Quả nhiên, như Chu gia ngư nói, Tổ thụ đã sinh ra một người giấy mới, là một mảnh giấy mỏng hình người. Oa, wow, tiểu chỉ cũng thấy đồng loại của mình từ nhỏ sống chung với chu gia ngư, nó chưa từng thấy ai giống mình như đúc. Lúc này nhìn thấy người giấy mới, mắt nó sáng lên như sao, đệ đệ nhỏ quá. Chu gia ngư vốn đang cười, nghe tiểu chỉ nói vậy, nụ cười trưởng lại đệ đệ. Tiểu chỉ không hiểu nhìn chu gia ngư, không biết anh muốn nói gì. Tại sao là đệ đệ? chu gia ngư nói tiểu chỉ sao ngươi biết đây là đệ đệ không phải muội muội tiểu chỉ nói nó có tiểu kỳ kỳ mà mọi người nghe vậy lâm vào sự im lặng chu gia ngư cố tình cúi đầu và rồi anh thấy dưới người tiểu chỉ có một cái nhô nhỏ anh từng nghĩ đó là lỗi cắt may quần áo hoàn toàn không ngờ đến điều này bây giờ nghĩ lại anh đau khổ bưng kín mặt tiểu chỉ không có tức phụ chu gia ngư thầm nghĩ nó có thêm một đệ đệ tiểu chỉ không hiểu tại sao chu gia ngư lại buồn vẫn vui vẻ còn cẩn thận chạm vào tiểu chỉ nhỏ mặc dù bị đà kích bởi giới tính của tiểu tiểu chỉ nhưng chu gia ngư vẫn vui mừng chấp nhận sự thật này và đặt tên cho tiểu tiểu chỉ là cây nhỏ tiểu tiểu chỉ không ở trên cây khô lâu mà rơi xuống ngay sau đó nó quá nhỏ chỉ bằng ngón cái ngay cả khi chu gia ngư nâng nó trong lòng bàn tay cũng sợ làm mất thẩm nhất cùng vá một cái túi nhỏ cho tiểu tiểu chỉ có thể bỏ vào và kéo khóa lại, đeo trên cổ. Tiểu chỉ sung phong muốn đích thân mang tiểu đệ đệ. Chu gia ngư cảm thấy câu nói này có điều gì đó không đúng. Thẩm nhất cùng, người khéo tay nhất nhà, còn chuẩn bị vài bộ quần áo mới cho tiểu tiểu chỉ. Chu gia ngư đùa, người thẳng thắn nhận làm cha tiểu tiểu chỉ đi, thẩm nhất cùng. Thẩm nhất cùng không nói được, chỉ thở dài, ta còn chưa có người yêu đây. Lâm giác cười, không có người yêu vừa hay, nuôi con trai dưỡng lão thẩm nhất cùng. Tiểu tiểu chỉ sinh ra, nhà trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Có lẽ người giấy có tập tính đặc biệt, chúng đều có tình cảm sâu sắc với bộ lông mềm mại. Tiểu chỉ cùng Hoàng thử lang tổ chức một hội nghị khẩn cấp, và không biết bằng cách nào đã thuyết phục được Hoàng thử lang nhượng bộ, cho phép tiểu tiểu chỉ sử dụng bộ lông mềm mại của mình để luyện tập vuốt ve. Chu gia ngư chỉ biết cười giờ khóc giờ. Mặc dù xà sơn đã không còn, và từ thị gần như diệt vong, nhưng cành cây này vẫn còn, người giấy vẫn giữ được gốc rễ của mình. Chu Gia Ngư còn báo tin cho những đứa trẻ còn lại của từ thị, nói khi người giấy lớn lên, có thể để họ cùng nhau đi du lịch, dù sao người giấy cũng là một phần của từ thị. Sau khi tiểu tiểu chỉ sinh ra, Lâm Trục Thủy bắt đầu chuẩn bị lễ cưới của anh và Chu Gia Ngư. Vì phải kết hôn, hai người không giấu giếm chuyện này, nên đoạn thời gian đó, cả giới phong thủy đều náo động. Chu Gia Ngư ở nhà không rõ sự náo động này, nhưng có thể nhìn thấy chút ít từ các diễn đàn. Ngày Lâm Trục Thủy phát thiệp mời, server diễn đàn sập suốt cả ngày. Nguyên nhân là do lượng người truy cập quá nhiều, tình trạng này kéo dài đến tận bình minh mới giảm bớt. Khi đó, Chu Gia Ngư đang ngủ, tiện tay quét qua máy tính. Khi thấy diễn đàn bị sót trắng, anh tưởng mình nhìn lầm. Trên diễn đàn, mọi trang, bất kể là bản bát quái, kỹ thuật hay giao lưu, tin nhắn, tất cả đều liên quan đến thiệp mời của Lâm Trục Thủy phần lớn là nghi vấn về tính xác thực của thiệp mời, phần nhỏ là kêu khóc về việc nam thần kết hôn, và một phần là thảo luận xem liệu tình yêu thầy trò có giúp tăng cường năng lực phong thủy hay không. Chu Gia Ngư thấy một cái tên quen thuộc phong nữ, từ nhập vọng, người với dây chuyền vàng dày, lại là một nữ thần rất được hoan nghênh trên diễn đàn. Bài nào của hắn đăng lên cũng bị đẩy cao, mỗi bài đều cực kỳ hot. Lần này, hắn cũng không quên đóng góp, viết một bài nói rằng kể từ khi yêu sư phụ, Hắn cảm thấy lưng không còn đau, chân không còn mỏi, cuộc sống tốt hơn và thậm chí vật bẩn thiểu cũng bắt đầu sợ hắn. Chu gia Ngư đọc xong, cảm thấy nếu Từ Nhập Vọng không làm bán hàng đa cấp, đó thực sự là tổn thất lớn cho ngành này. Nếu không phải chính mình là người trong cuộc, xem xong bài viết này, chắc hắn cũng sẽ cân nhắc về khả năng yêu thầy trò. Mỗi vài phút lại có người comment, cảm ơn lâu chủ và kể rằng họ đã thổ lộ với sư phụ không ngờ sư phụ lại đồng ý, và giờ họ đang hạnh phúc bên nhau. Chu Gia Ngư không khỏi cười ha hả, ngỏa tàu, còn có loại thao tác này sao? Sau đó, một người khác comment rằng sau khi đọc bài của từ nhược vọng, hắn cũng thổ lộ nhưng bị sư phụ đánh một trận, mắng rằng đầu óc bị nước vào. Chu Gia Ngư cười không ngừng, Lâm Trục Thủy bên cạnh hỏi anh cười gì, Chu Gia Ngư liền kể về diễn đàn này. Lâm Trục Thủy nói, diễn đàn cái gì diễn đàn? Chu Gia Ngư mới nhớ ra rằng Lâm Trục Thủy trước đây mắt không thấy, có lẽ không biết đến diễn đàn, liền đặt máy tính lên đùi và chỉ từng chút cho Lâm Trục Thủy xem. Lâm Trục Thủy nhìn một lúc, cũng nở nụ cười nhạt, thú vị thật. Chu Gia Ngư tiếp tục giới thiệu các khu khác trên diễn đàn, từ khu giao lưu, ghi lại lời nói đến khu tiểu thuyết. Còn có tiểu thuyết, tiểu thuyết gì, Lâm Trục Thủy chỉ vào một khu vực màu hồng. Ờ, Chu Gia Ngư ngượng ngùng, là tiểu thuyết, nhưng ta chưa bao giờ vào xem. Thật ra anh từng vào hai lần, mỗi lần đều không thể chịu nổi và phải lui ra. Điểm vào xem thử, Lâm Trục Thủy yêu cầu, khiến Chu Gia Ngư không muốn chút nào. Lâm Trục Thủy đã yêu cầu, Chu Gia Ngư đành phải nhấp chuột vào khu đó. Không ngoài dự đoán, một loạt tiêu đề đập vào mắt. Lâm Trục Thủy, ta và đồ đệ không thể không nói những chuyện kia. Bá đạo sư phủ tiếu đồ đệ, những năm tháng ấy ta dây dưa với sư huynh, sư đệ và sư phụ. Lâm Trục Thủy im lặng nhìn diễn đàn. Chu Gia Ngư cười gượng. Ai bảo Lâm Trục Thủy là người vạn nhân mê trong giới phong thủy. Có tiểu thuyết đồng nhân cũng không có gì lạ. Trước đây Chu Gia Ngư còn tình cờ thấy một chuyện đồng nhân về mình và các sư huynh, chỉ nghĩ lại đã thấy không đành lòng nhìn thẳng. Cuối cùng, Lâm Trục Thủy không nói gì, chỉ ôm Chu Gia Ngư đi ngủ. Ngày hôm sau, khi Chu Gia Ngư lên diễn đàn, phát hiện khu tiểu thuyết đã bị đóng cửa. Nghe nói có người khiếu nại rằng nó không phù hợp với quy định của pháp luật, nên bị đóng vô thời hạn, chưa biết khi nào sẽ mở lại. Các tác giả trên mạng kêu gào, nhưng Chu Gia Ngư lại thấy buồn cười. Cuộc tranh luận về tình yêu thầy trò kéo dài rất lâu, đến mức áo may ô của từ nhập vọng cũng không thể dập tắt. Vì chuyện của Lâm Trục Thủy và Chu Gia Ngư, tình yêu thầy trò trở thành biểu hiện của sức mạnh trong giới phong thủy. Chu Gia Ngư cảm thấy mù quáng sùng bái là không đúng, vì anh không thể tưởng tượng nổi tình huống từ nhập vọng yêu sư phụ mình. Trong quá trình chuẩn bị lễ cưới của Lâm Trục Thủy và Chu Gia Ngư, cũng có chút lực cản, một phần đến từ Lâm Gia. Gia chủ Lâm Phách không dám nói gì, nhưng có vài người lớn tuổi muốn dùng đạo đức giáo huấn Lâm Trục Thủy. Đương nhiên, những người này không ai có kết cục tốt. Lâm Trục Thủy từ trước đến giờ không cho ai mặt mũi. Sau khi ở bên Chu Gia Ngư, tính khi anh tốt hơn nhiều nhưng không đến mức cho phép người khác tùy ý can thiệp vì vậy anh trực tiếp bảo vệ an ninh đuổi mấy người đến gây sự ra ngoài trong đó có một người là cha của lâm phách nhưng lâm phách toàn bộ quá trình im lặng không dám phản đối một câu nào nhìn thấy cha mình bị đuổi ra ngoài lâm phách lặng lẽ đưa quà cưới cho lâm trục thủy chân thành chúc mừng tiểu thúc ngài tìm được người mình yêu thật sự là điều tuyệt vời lâm phách nói chúc mừng chúc mừng ừm lâm trục thủy nhận lời chúc mừng của lâm phách người định khi nào kết hôn lâm phách đáp ta không vội cô còn chưa tìm được bạn trai vừa dứt lời hắn thấy lâm giác cùng một nam nhân cao lớn bước ra dù lâm phách không lợi hại như lâm trục thủy nhưng cũng có thể nhận ra nam nhân kia khí thế bất phàm ánh mắt nhìn lâm giác đầy ôn nhu không thể giả được lâm phách lúng túng chuyện này lâm trục thủy liếc nhìn họ một cái rồi nhàn nhạt thu hồi ánh mắt hãy cố gắng chăm sóc tốt cho cô, đừng để cô rơi xuống. Lâm Phách chỉ biết cười khổ, hắn tưởng mình ít nhất có thể tìm được đối tượng trước Lâm Trục Thủy và Lâm Giác. Giờ thì Lâm Trục Thủy đã thoát ế, Lâm Giác cũng có vẻ không xa, cuối cùng dường như người còn lại độc thân là hắn. Người nhà họ Lâm, quả nhiên không ai theo lẽ thường mà hành động. Trường 108, phiên ngoại 2, thẩm nhất cùng mạo hiểm. Lâm Trục Thủy có một truyền thống đặc biệt, mỗi đệ tử của ông, sau khi học tập với ông vài năm, đều sẽ tự mình ra ngoài du lịch. Thẩm mộ tứ từng đi ra ngoài, thẩm chiều tam và thẩm nhị bạch cũng từng có những chuyến đi riêng. Chỉ còn thẩm nhất cùng chưa trải qua điều này. Khi thẩm nhất cùng quyết định rời đi, đó là lúc lâm gia đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất. Chu gia ngư đã qua đời, lâm trục thủy tóc đã bạc trắng, hầu như không còn quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh. Thẩm nhất cùng không thể chịu được nổi không khí nặng nề và u ám trong nhà, Mỗi khi nhìn thấy tiểu trì hay hoàng thử lang, hắn lại nhớ đến Chu Gia Ngư và những kỷ niệm đẹp đẽ của họ. Trước khi rời đi, Thẩm Nhất Cùng và Lâm Giác đã có một đêm uống say mềm. Họ không nói nhiều, chỉ im lặng uống rượu, từ bia đến rượu trắng, hết ly này đến ly khác. Đêm đó, Thẩm Nhất Cùng uống đến mức không biết mình đã làm gì, chỉ nhớ rằng mình đã khóc rất nhiều, làm ướt cả gối. Sáng hôm sau, mấy vị sư huynh tiện hắn đi và dặn dò nhiều điều thẩm mộ tứ khuyên hắn đừng như ở nhà ít uống rượu lại không thì sẽ gặp rắc rối thẩm nhất cùng gật đầu cố gắng tỏ ra nghe lời các sư huynh khác cũng dặn dò hắn nhiều thứ cần chú ý những điều này vốn nên được lâm trục thủy nói nhưng ai cũng thấy rõ lâm trục thủy không còn ý muốn sống nếu không phải ông còn đang tìm kiếm gì đó có lẽ ông đã sớm đi theo chu gia ngư thẩm nhất cùng nhớ lại những bữa tiệc tiễn đưa mà chu gia ngư từng chuẩn bị cho hắn giờ thì hắn đã lâu không còn được ăn những món ngon đó. Thế giới này xa cách nhất chính là sinh tử. Ta đi rồi, thẩm nhất cùng cõng hành lý, nói lời tạm biệt mọi người trong nhà, cuối cùng vút phe tiểu chỉ và hoàng thử lang, rồi bước vào cuộc hành trình của riêng mình. Thẩm nhất cùng đến điểm đầu tiên là Đông Bắc, nơi Chu Gia Ngư đã từng gặp cảnh đẹp cuối cùng. Từ nhập vọng nhiệt tình tiếp đón thẩm nhất cùng. Đêm đầu tiên thẩm nhất cùng tới, họ đốt lửa và uống rượu, ngồi bên vệ đường trò chuyện. Từ Nhập vọng hỏi, tại sao ngươi nói đi là đi ngay, không có dấu hiệu gì cả. Thẩm Nhất cùng cười khổ, sao lại không có dấu hiệu. Lúc đó tiên sinh vội vã rời đi, để lại Chu gia ngư một mình, ta đã đoán được điều gì đó. Từ Nhập vọng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Nhất cùng chậm rãi kể lại những gì mình biết, Lâm Trục Thủy không bao giờ nói với họ về những điều đó, có lẽ ông cảm thấy họ không thể giúp gì được thẩm nhất cùng biết rõ tình hình từ lâm giác nhưng khi đó đã quá muộn chu gia ngư lén rời đi ta cứ nghĩ tiên sinh sẽ mang hắn về cuối cùng hắn đã trở về nhưng người đã không còn từ nhập vọng im lặng rót một ngụm rượu lớn thẩm nhất cùng tiếp tục kể cuối cùng từ nhập vọng không thể nghe thêm đặt tay lên vai hắn huynh đệ đừng nói nữa lần này ngươi đến đông bắc rèn luyện ta sẽ cung cấp điều kiện tốt nhất cho ngươi thẩm nhất cùng cảm kích nhìn từ nhập vọng từ nhập vọng nói ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi thẩm nhất cùng gật đầu tuy nhiên lời hứa trong cơn say tốt nhất không nên quá nghiêm túc sáng hôm sau khi thẩm nhất cùng tỉnh dậy từ nhập vọng đã xuất hiện trước mặt hắn với tinh thần sảng khoái đi thôi thẩm nhất cùng không nhớ gì về tối qua chỉ biết rằng mình cảm thấy mơ hồ đi đâu từ nhập vọng nói đi đến một nơi rất thú vị nơi không có đất thẩm nhất cùng cảm thấy bối rối, nhưng vẫn bị từ nhập vọng kéo ra cửa, sau đó đi mua đủ thứ đồ dùng lung tung. Cầm cái sẻng trong tay, thẩm nhất cùng hỏi, chúng ta mua cái này làm gì? Từ nhập vọng nói, chẳng phải chúng ta đã nói xong tối qua rồi sao? Thẩm nhất cùng, rốt cuộc hắn đã nói gì với từ nhập vọng tối qua? Cuối cùng, thẩm nhất cùng không chịu nổi nữa, khi lên xe liền hỏi, từ nhập vọng, ta không nhớ rõ tối qua nói gì, người có thể nhắc nhở ta không? Từ nhập vọng ngồi bên cạnh, cười nói, nhắc nhở. Nhắc nhở, con chuột. Thẩm nhất cùng, thà không nói gì còn hơn. Hai người bắt đầu hành trình bằng một chuyến xe dài, rồi chuyển sang đi tàu hỏa, cuối cùng đến một khu rừng hoang vắng. Thẩm nhất cùng là một chuyên gia phong thủy, vừa xuống xe đã cảm nhận được nơi này có phong thủy không tồi. Khu rừng này nằm giữa những dãy núi bao quanh, tạo thành hình dáng rồng cuộn, rất thích hợp để chôn cất. Tuy nhiên, thẩm nhất cùng cảm thấy chóng mặt và khó chịu, và tệ hơn nữa là hắn còn bị say xe. Sau khi xuống xe, hắn muốn ói nhưng không thể. Từ nhập vọng, một người đàn ông phương Bắc mạnh mẽ, vỗ lưng thẩm nhất cùng vài cái để giúp hắn cảm thấy dễ chịu hơn, suýt nữa thì không thở nổi. thẩm nhất cùng suýt khóc, nói, đừng vỗ nữa, nếu không ta thật sự sẽ ói ra. Sau khi uống mấy ngụm nước, thẩm nhất cùng dần dần bình tĩnh lại, ngồi ven đường thở dốc nhìn quanh một lúc hắn hỏi chúng ta đang đi đâu vậy truy bắt chuột từ nhập vọng đáp ngày hôm qua đã nói rồi mà thẩm nhất cùng có thể nói rõ hơn một chút không từ nhập vọng cười và nói đến nơi sẽ biết không còn cách nào khác thẩm nhất cùng đành phải đứng dậy và tiếp tục đi theo từ nhập vọng hai người đi qua rừng núi dựa vào gps để định vị sau hai ngày leo trèo và đi bộ khi thẩm nhất cùng cảm thấy mình không thể tiếp tục nữa hắn cuối cùng cũng thấy được cái hang chuột mà từ nhập vọng nói đến. Đạo động, thẩm nhất cùng kinh ngạc nhìn cái hang trước mặt, mặc dù từng đọc về nó trong sách, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy tận mắt. Đất ở cửa hang trông còn mới, tỏa ra mùi ẩm ướt. Nhìn kỹ, thẩm nhất cùng còn phát hiện có vết tích của thuốc nổ, chỗ này thực sự có người xuống rồi. Đúng vậy, từ nhập vọng nói, ở đây có một ngôi mộ lớn, nhưng chưa ai khai quật hết. Vì vậy, thường có người đến đây thẩm nhất cùng hỏi, chúng ta đến đây làm gì? Từ nhập vọng vỗ vào hành lý, người không muốn mở mang hiểu biết sao. Trộm mộ là một trải nghiệm thú vị đấy. Thẩm nhất cùng cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn quyết định đi theo. Hàng động này thường không có người trông coi, chỉ khi kẻ trộm mộ rời đi mới xuất hiện tình trạng này. Thẩm nhất cùng lần đầu tiên thấy cảnh này, cảm thấy có chút hứng thú. Hắn nhìn vào trong hang, thấy bên trong tối đen như mực, không nhìn rõ gì cả chúng ta không định vào đó chứ thẩm nhất cùng thấy từ nhập vọng bắt đầu chuẩn bị đồ đạc liền lo lắng hỏi từ nhập vọng nói đã đến đây rồi thẩm nhất cùng cảm thấy câu này rất quen thuộc rồi nhớ lại năm đó khi hắn và chu gia ngư bị lâm trục thủy nhốt trên mái nhà khi đó lâm trục thủy cũng nói đã đến đây rồi nghĩ đến chu gia ngư nỗi sợ hãi trong lòng thẩm nhất cùng giảm bớt người gan nhỏ như chu gia ngư còn dám đi một mình hắn còn gì phải sợ cắn răng, thẩm nhất cùng đi theo từ nhập vọng vào hang. hang động rất sâu, không biết họ đã đào bao lâu. thẩm nhất cùng buộc dây thường vào người, theo đường quanh co xuống đáy. từ nhập vọng đi trước, đeo đèn trên ngực, có thể nhìn thấy tình hình dưới đáy hang. khoảng mười mấy phút sau, họ cuối cùng cũng đến đáy. thẩm nhất cùng vừa chạm đất đã cảm thấy có gì đó không ổn, như thể hắn đang đứng trên một vũng nước. này là gì? dạo này không mưa chắc không phải nước mưa. Thẩm nhất cùng nhìn kỹ, thấy dưới chân mình có một ít chất lỏng kỳ lạ. Chất lỏng này có màu đen, rất đặc, thẩm nhất cùng giật giật chân, thấy chất lỏng bị kéo ra như sợi chỉ. Không biết, từ nhập vọng cũng đang nghiên cứu, có thể là máu gà. Huyết có thể đặc như vậy sao? Thẩm nhất cùng cảm thấy không đúng, người nói chỗ này có nhiều động như vậy, không ai đào ra gì sao? Không có ai gặp chuyện gì sao? Từ nhập vọng cười, có chứ, thường xuyên có chuyện xảy ra. Thẩm nhất cùng, từ nhập vọng tiếp tục, đã có vài kẻ trộm mộ chết ở đây, và chết rất thảm. Ta từng đến đây với sư phụ, sư phụ ta nói hình như họ bị đồ vật trong mộ giết chết. Thẩm nhất cùng, vậy tại sao ngươi lại vui như vậy? Từ nhập vọng cười, ta luôn muốn đến đây, nhưng không ai đi cùng. Giờ có ngươi đến, thật tốt. Thẩm nhất cùng rơi vào im lặng, cảm thấy lần này ngay cả chu gia ngư cũng không thể an ủi mình. Từ nhập vọng nói vài câu với Thẩm nhất cùng rồi lấy đèn pin ra, chuẩn bị tiếp tục đi sâu vào trong hang. Không ngờ, chỉ đi được hai bước, họ đã gặp phải một tình huống tồi tệ hơn. Họ nhìn thấy ba thi thể. Ba thi thể mặc quần áo leo núi màu đen, nằm ngổn ngang ở góc tường. Do góc tường rất tối, ban đầu rất khó nhìn thấy chúng. Thẩm nhất cùng không biết làm thế nào mà từ nhập vọng lại phát hiện ra chúng. Thẩm nhất cùng, hắn muôn mắng chửi, nhưng không biết làm sao đã thấy nhiều thi thể rồi. Khi dẫm phải vũng nước lúc nãy, hắn đã cảm thấy không ổn. Nghe từ nhập vọng nói vậy, hắn cũng không quá ngạc nhiên, thậm chí còn có cảm giác rằng đây là điều tất yếu. Đây là những kẻ trộm mộ đã đào hang này, từ nhập vọng đi tới gần thi thể kiểm tra. Sau khi nhìn qua trang phục và trang bị của họ, hắn nhanh chóng nhận ra thân phận của những người này, không ngờ họ lại chết ở đây. Thẩm nhất cùng nói, ta không biết, hắn cũng nhìn thấy một số vết thích kỳ quái trên tường giống như vết cào rất sâu nhưng không biết là do người hay động vật để lại từ nhập vọng không quá lo lắng hắn châm điếu thuốc quay đầu hỏi thẩm nhất cùng có muốn hút không thẩm nhất cùng không khách sáo lấy một điếu rồi châm lửa hắn hỏi nhìn ra nguyên nhân cái chết chưa từ nhập vọng gật đầu ừ trên cổ có vết thương như bị thú hoang cắn vào cổ hắn đứng dậy chúng ta đi ra ngoài thôi thẩm nhất cùng nói vừa nãy ngươi có vẻ như định tiếp tục đi vào trong đây từ nhập vọng đáp ta không ngốc vừa nói rất lời họ nghe thấy một tiếng động lớn như sấm rền đột ngột vang lên làm cả tầng đất rung chuyển thẩm nhất cùng dựa vào tường để giữ thăng bằng thứ gì vậy từ nhập vọng nói không biết hai người cố gắng đứng vững đợi cho chấn động qua đi khi chấn động kết thúc thẩm nhất cùng đi tới cửa hang nhìn thấy sợi dây an toàn treo ở đó đã rơi vào trong hang sợi dây này là loại tiêu chuẩn chất lượng tốt không dễ bị cắt đứt thẩm nhất cùng thấy sợi dây sắc mặt liền thay đổi dây này làm sao lại đứt từ nhập vọng bước nhanh tới kéo sợi dây nhanh chóng kéo đầu đứt ra trước mặt hai người đầu dây bị vỡ rất thô giáp như bị động vật hoang dã dùng răng cắn đứt thẩm nhất cùng sờ thử cảm nhận được chất lỏng tương tự như nước miếng ở đây có động vật hoang dã à? Nhìn sợi dây này, Thẩm Nhất Cùng cảm thấy không bình thường, không biết tiếng động lúc nãy có liên quan không. Có, nhưng không có loại động vật nào như vậy. Từ Nhập Vọng suy tư, xem ra tính mạng chúng ta gặp nguy hiểm rồi. Điện thoại di động cũng không có tín hiệu, Thẩm Nhất Cùng nghiên cứu một lúc, cảm thấy tình hình của họ không ổn, chúng ta làm gì bây giờ? Từ Nhập Vọng Dương Dương tự đắc nói, đi tiếp thôi, biết đâu lại tìm thấy đường ra khác. Thẩm nhất cùng nghe thấy câu này, thầm nghĩ, trong phim kinh dị không phải cũng diễn như vậy sao? Hắn chỉ không biết mình và từ nhập vọng có phải vai chính may mắn hay không? Từ nhập vọng lấy đèn pin ra, hai người tiến vào sâu hơn trong hầm mộ. Khi đi ngang qua thi thể, thẩm nhất cùng liếc nhìn, và thấy thi thể bắt đầu nhúc nhích cái đó đang động đầy. Từ nhập vọng ban đầu nghĩ thẩm nhất cùng đang đùa, nhưng khi hắn tiến tới, thật sự nghe thấy âm thanh lạ từ phía thi thể đó là âm thanh của chất lỏng chảy, trong không gian yên tĩnh của hầm mộ, nghe rất rõ. Từ nhập vọng chiếu đèn pin về phía âm thanh, thấy thi thể đang nhúc nhích, như có thứ gì đó muốn chui ra từ bên trong, ra thịt thi thể căng phồng và biến dạng. Thẩm nhất cùng và từ nhập vọng nhìn nhau, chúng ta chạy thôi. Từ nhập vọng lắc đầu, không. Thẩm nhất cùng bất ngờ muốn tát vào đầu từ nhập vọng, không hiểu tại sao mình lại theo tên này đến đây. Hắn cảm thấy mình sắp gặp rắc rối lớn, không bao giờ muốn uống rượu với người đông bắc nữa khao khát sinh tồn mãnh liệt cứu cả hai người họ bỏ chạy vừa qua một khúc quanh thì nghe thấy tiếng nổ như thứ gì đó nổ tung không nghi ngờ gì nữa thi thể kia đã nổ tung một mùi hôi thối lan tỏa theo đường hầm thẩm nhất cùng vốn đã say xe giờ không chịu nổi nữa liền ói ra từ nhập vọng ở bên cạnh nói ngươi đừng ói ra ngươi mà ói ta cũng sẽ ói thẩm nhất cùng nôn nhìn thầm nhất cùng và từ nhập vọng với sắc mặt lúc trắng lúc xanh biểu tình hết sức đặc sắc cuối cùng từ nhập vọng cũng không nhịn được cùng thầm nhất cùng đồng thời ói ra vì vậy trong đường hầm hai người thay phiên nhau nôn mừa cuối cùng họ cũng nôn hết bữa ăn tối hôm qua sau khi nôn xong thầm nhất cùng dựa vào tường thờ dốc hỏi ngươi có khỏe không từ nhập vọng lau miệng rồi nói một câu mà thầm nhất cùng nhớ cả đời ta cảm thấy đói bụng rồi thẩm nhất cùng hai người hồi phục sau cơn nôn quan sát xung quanh và phát hiện mình đã tiến vào một đường hầm đá xanh hai bên đường hầm có những bức tượng động vật được điêu khắc từ đá nhưng điều đặc biệt là không bức tượng nào có mắt trên tường còn có những bức phù điêu tinh xảo nếu đúng là một hầm mộ thì quy mô của nó chắc chắn không nhỏ thẩm nhất cùng muốn quay lại nhưng mùi tanh nồng từ phía sau quá nặng khiến hắn chóng mặt cuối cùng họ quyết định tiếp tục tiến về phía trước nếu mùi không quá nồng, thì chắc chắn còn có lối thông gió, từ nhập vọng phân tích. Được thôi, thẩm nhất cùng đồng ý. Họ tiếp tục đi tới, không lâu sau đã đến cuối đường hầm, nơi có một cánh cửa sắt lớn và nặng nề. Cánh cửa sắt rất cao, bảo tồn rất tốt, trên đó có các phù điêu nhưng quá chiều tượng, thẩm nhất cùng không thể nhận ra. Chỉ có thể đoán là hình ảnh thực vật. Nơi này có thể có cơ quan, từ nhập vọng không am hiểu về hầm mộ, quay đầu hỏi thẩm nhất cùng. Rất có khả năng, Thẩm Nhất Cùng đáp, thường thì lối vào sẽ có các cơ quan để phòng trộm mộ, như khói độc, mũi tên, bẫy đá. Nói xong, hắn thử ấn nhẹ tay lên cánh cửa. Bất ngờ, cánh cửa sắt nặng nề kêu ầm ầm và hạ xuống, phát ra tiếng vang lớn và bụi bay mù mịt. Từ Nhập Vọng ngạc nhiên nhìn Thẩm Nhất Cùng, "Thẩm Nhất Cùng, không ngờ ngươi luyện được tay không phá cửa sắt." Thẩm Nhất Cùng, "Ta không phải, ta không có." Từ Nhập Vọng nói xem ra đồ đệ của lâm trục thủy đều bất phàm cánh cửa này nặng mấy trăm cân đấy hắn thử đẩy cánh cửa bên phải nhưng cửa vẫn không nhúc nhích thẩm nhất cùng kỳ thực ta thật không dùng lực từ nhập vọng hiểu rồi người không muốn lộ thực lực ta sẽ không nói ra thẩm nhất cùng cạn lời cuối cùng quyết định im lặng để từ nhập vọng nói gì thì nói sau cánh cửa sắt là một lối đi rộng hơn có hệ thống chiếu sáng thẩm nhất cùng vào cửa nhìn cánh cửa sắt phát hiện bên trong đã rỗng chỉ còn lại vỏ ngoài mỏng manh không trách hắn vừa rồi không dùng lực mà cửa đã mở cánh cửa sắt này là di vật văn hóa thẩm nhất cùng tiếc nuối, có thể đưa vào bảo tàng trưng bày từ nhập vọng nói người nghĩ tốt thật bây giờ ta chỉ lo chúng ta có thể ra khỏi đây hay không thẩm nhất cùng người còn không biết xấu hổ nói chẳng phải ngươi dẫn ta vào đây sao đi trong đường hầm thẩm nhất cùng không thể nhận ra đây là hầm mộ thuộc triều đại nào mỗi triều đại có đặc điểm riêng về hầm mộ, nhưng hầm mộ này lại khiến hắn bối rối. Tường và sàn đều được lát bằng một loại đá đen cứng rắn, thậm chí khi cánh cửa sắt rơi xuống, không để lại vết tích nào. Thẩm nhất cùng sợ bị lạc, lấy dao găm ra thử khắc dấu trên tường. Tuy nhiên, dao găm chỉ để lại vết trắng nhợt nhạt, không thể đâm sâu vào. Chất lượng không tệ, thẩm nhất cùng nhận xét, thật tiếc khi kỹ thuật chế tạo gạch cổ này đã bị thất truyền. Từ nhập vọng lúc đầu còn thúc thầm nhất cùng, sau đó cũng mặc kệ hắn, không biết có phải vì nghĩ rằng họ có thể chết bất cứ lúc nào nên cố tận hưởng trước khi chết. Sau đường hầm là một căn phòng thật lớn, thông thường, trong những đại sảnh thế này cần phải có các vật chôn theo như đồ sứ, nhưng căn phòng này lại trống rỗng, không có gì cả. Đây thật sự là hầm mộ sao? Thẩm nhất cùng bắt đầu nghi ngờ nơi họ đã tiến vào, làm sao không có một chút vật chôn theo nào. Từ nhập vọng trông có vẻ cũng đang suy nghĩ sâu xa. Sau một lúc, hắn nói, thấm nhất cùng, người từng nghe về câu chuyện Đông Bắc Hoàng không gọi, chưa? Thẩm nhất cùng ngạc nhiên, chính là câu chuyện về người nuôi Hoàng Thử lang nhưng đó chỉ là truyền thuyết, đúng không? Đúng, là truyền thuyết, từ nhập vọng đáp, nhưng mọi truyền thuyết đều có gốc rễ từ đâu đó. Thẩm nhất cùng nhíu mày, tại sao ngươi lại đột nhiên nghĩ đến chuyện đó? Từ nhập vọng chỉ về phía bức tường bên phải, Người xem bức họa kia, có giống một con hoàng thử lang đứng thẳng, đỉnh đầu là một cái đầu người. Thẩm Nhất cùng theo hướng chỉ của Từ Nhập vọng nhìn sang và phát hiện đúng như vậy, bức tường có một bức điêu khắc hoàng thử lang, nhưng đầu của nó lại là một khuôn mặt người. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.